Sáng ngày 8 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật và hội thao Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2023 tại Trung tâm Thể thao Công an thành phố Hồ Chí Minh, đường Hòa Bình, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Hội thi và hội thao có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và công tác thể dục thể thao là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Qua tham gia và tổ chức các hoạt động trên, các cán bộ chiến sĩ nâng cao thể lực, sức khỏe dẻo dai, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao bản lĩnh, tinh thần chiến đấu, trình độ bắn súng, sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng sử dụng kỹ, chiến thuật võ thuật công an nhân dân từ đó giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Hội thao, hội thi còn nhằm tăng cường công tác phối hợp, thắt chặt mối quan hệ công tác giữa công an thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố. Các đơn vị phối hợp công tác, các trường đại học, cao đẳng công an nhân dân đóng quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hội thao, hội thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8 tại trung tâm thể thao công an thành phố hồ chí minh